Xin hân hoan chào đón tất cả các bác trở lại với trung tâm điện tử Phán Quyết Audio Lý Nhân Hà Nam. Hôm nay là một buổi chiều của ngày 26 tháng 2 năm 2021. Thì trước mặt các bác đây là một cấu hình AOK gồm 5 dòng sản phẩm. Phải nói trong thời gian vừa qua được tất cả các bác lựa chọn rất nhiều. Thứ nhất là bởi chất lượng của tất cả những dòng sản phẩm này thuộc hàng chính hãng và có bảo hành 1 năm. Và hai dòng sản phẩm, một cặp loa BMB hàng bãi thương hiệu 455 đạt công suất là 405W trên một loa các bác nhá. Và với 5 dòng sản phẩm này phù hợp với không gian gia đình khoảng độ 20 đến 25 m², vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, và xin báo giá với các bác là 14.500.000 các bác nhá. Và để chi tiết từng dòng sản phẩm, xin mời các bác. Sản phẩm đầu tiên đó là một em đẩy đến từ thương hiệu TCL Cotec, có model là MA2600, đạt công suất là 600W trên một kênh, tổng hai kênh là 1200W, sử dụng 24 sò Toshiba. Và với một cục đẩy công suất này là các bác có thể kéo một cặp loa full bass 30 chạy phải nói là nhiều giờ không biết mệt mỏi. Một sản phẩm thứ hai đó là một em vang cơ đến từ thương hiệu TG, có model là T6 Plus, có hỗ trợ đường cổng quang, bắt sóng Bluetooth, đặc biệt là phối hợp với eco vang vọng, đưa ra những lời hát rất là ngọt ngào du dương. Một sản phẩm thứ ba đó là một em lưng đến từ thương hiệu Lex, có model là FX12 Plus. Một sản phẩm thứ tư đó là một đầu mic không dây đến từ thương hiệu TGL Cotec, có model là M12 Pro, tay nắm màu én bạc, đưa ra những lời hát rất nhẹ, rất hay và rất bay. Hai cần anten bắt sóng cực khỏe. Và một sản phẩm cuối cùng đó là một cặp loa hàng bãi BMB, có model là 455, đạt công suất là 450W trên một loa, sử dụng một bát 25 và hai chép. Và đây là hàng bãi bao dinh bao xịn tất cả cho các bác nhé. Và các bác nào mà lấy riêng, lấy lẻ là cũng xin báo giá với các bác là 3.800.000 một cặp loa này. Và bây giờ xin phép các bác sẽ được mở to lên để các bác nghe đánh giá chất âm. Các bác nào có tai phone thì hãy đeo tai phone vào để nghe đánh giá một cách trung thực. Vâng, và bây giờ thì xin phép các bác sẽ mở lên một bản nhạc có lời để các bác nghe đánh giá chất âm. Và các bác nào cũng muốn sở hữu một cấu hình karaoke gồm 5 dòng sản phẩm thì alo cho bên em với số điện thoại là 0325004686. Xin báo giá nhắc lại với các bác là chỉ có giá là 14.500.000 các bác nhé. Thank you.
Dạ vâng, với những bản nhạc không lời hay những bản nhạc có đều đều đã đưa ra những tiếng bass đánh phải nói rất ấm và sâu, tiếng nhạc đánh mềm và rất sạch sẽ. Và bây giờ thì xin mời các bác nghe một đoạn karaoke để các bác nghe đánh giá thẩm âm cũng như đánh giá chất âm, sự vang vọng của một cấu hình karaoke. Xin nhắc lại giá công khai 14.500.000 các bác nhé. Phải nói là tiếng bass đánh rất sâu các bác nhá. Chờ em hoài, đợi em mãi, sao em hững hờ. Chuyện chung chúng mình giờ nước mắt hay lời chia ly, có người ra đi. Thời gian ơi nỡ vầng trăng rơi để tình đơn côi. Đêm dài vầng trăng lơ lửng quanh đầu, vầng trăng ơi người thương ơi, vầng trăng xưa sao không còn nữa. Em ra đi chưa nói một lời, dù một lời cay đắng trong tôi. Dòng sông ơi, tình yêu ơi, dòng sông này dù người tình phụ. Khi xa nhau anh ơi cố tình mình nhìn vầng trăng xa bước chân đồi, hẹn chẳng thể tìm giây phút xây mộng yêu thương nói lời yêu thương. Ôi quê hương xinh đẹp ngàn đời, con sông trôi xuôi về biển cả. Người sao đỡ nói lời chia xa để tình phôi pha. Cấu hình là 5 dòng sản phẩm phải nói là đã đưa ra những chất âm rất là hay. Và xin nhắc lại giá của 5 dòng sản phẩm này, một cấu hình karaoke này chỉ rơi vào là 14.500.000. Và các bác nào vô kết thì hãy alo cho bên em với số điện thoại là 0325004686, địa chỉ 192 đường Trần Nhân Tông, thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam. Và các bác nào ở những tỉnh lân cận thì hãy đến trung tâm để chọn cho gia đình mình những cấu hình mà các bác ưa thích nhất. Và một lần nữa thì xin cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi. Các bác hãy bấm vào nút đăng ký màu đỏ bên dưới, bấm vào hình quả chuông bên cạnh. Các bác sẽ nhận được những video sớm nhất, những sản phẩm mà trung tâm liên tiếp về để phục vụ các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.